Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Slenderman. Hôm nay mình có một cái bí mật muốn khoe với các bạn. Bí mật ngày hôm nay sẽ được bật mí nha. Là ngày hôm nay mình vừa mới xây một căn nhà mới rất là to nha các bạn. Các bạn biết là tại sao mình lại xây căn nhà này không? Là tại vì mình muốn 500 anh em vô ở chung với mình. Tại vì các bạn biết sao không? Tại vì mỗi lần mà mình quay video hay là làm cái gì đó đó mà mình muốn gọi là 500 anh em tập hợp lại á, nó rất là mất thời gian. Đó, cho nên là mình muốn xây một cái căn nhà chung. Mình và team 500 anh em sẽ sống chung với nhau trong căn nhà đó. Rồi sau đó tụi mình mỗi lần tụi mình có muốn đi chơi nè, đi tắm biển nè, rồi đi học hay là đi cái gì đó thì đều gặp được nhau. Tại vì ở chung mà, cho nên đi cùng với nhau rất là dễ nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn đi thôi. Let's go đi thôi mấy anh ơi. Và xin giới thiệu với các bạn, đây chính là căn nhà của mình. Mái màu đỏ. Mình quên kêu người ta là sơn cái mái nhà màu hồng mà người ta kêu thôi sơn màu đỏ cho nó nam tính. Nhưng mà mình là màu đỏ là 3D. Bực mình à. Thôi dù sao thì cũng làm xong căn nhà rồi, nên là cứ để vậy đi các bạn ơi. Rồi, căn nhà của mình đẹp không bạn? Bự ghê chưa? Siêu to luôn đúng không? Đấy, bây giờ là cho giới thiệu với các bạn nè. Đây, nhà của mình nè. Đây là phòng khách, một cái tivi siêu to khổng lồ để 500 anh em ngồi đây coi khỏi phải chê luôn các bạn. Rồi bây giờ là mình còn đi vô trong đây nữa nè. Từ từ, đây là bàn ăn dành cho 500 anh em các bạn không? 500 anh em đông lắm cho nên là bàn nó phải dài như thế này nè. Đấy. Rồi còn đây là nhà bếp to khổng lồ luôn, nói chung là rất là nhiều đồ các bạn. Rồi bây giờ là hãy di chuyển đồ đi mấy đứa. Di chuyển mấy cái hộp này nè, nhanh lên. Trời mấy đứa làm việc đi. Bây giờ là cái này mấy biết là gì không? Đây là những cái món đồ mà mình mua sắm để cho gọi là trong gia đình các bạn. Đó, trong gia đình 500 anh em nè. Đó, gia đình Slenderman. Rồi, được chưa mấy đứa? Lên lầu nữa, đi làm việc đi. Lo mà làm việc, rồi tí nữa chúng ta sẽ gọi là ngắm căn nhà sau. Lo làm việc đi mấy em. Rồi, hết chưa? Tụi nó lấy hết rồi các bạn ơi. Các bạn thấy nhà mình xịn không? Có khu trò chơi dành riêng cho các bạn luôn. Bạn nào tới fan mình tới đây chơi thoải mái còn gà mái luôn. Đã chưa? Nhà banh nè. Chơi trốn tìm nè. Đuổi bắt nè. Rồi, bây giờ là mình sẽ... Ủa, đây có pizza nè, ăn để đây vậy trời. Rồi không sao nha các bạn. Pizza không sao, đây là phòng ngủ nè, có rất là nhiều phòng ngủ nha. Mình sẽ gọi là phòng ngủ màu hồng nha. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ lên cái giường này, mình gọi là lấy chỗ trước các bạn. Lấy chỗ trước để lát gọi là tí ngủ. Rồi bây giờ là căn nhà mới đó, tuyệt vời đúng không mấy em? Quá tuyệt vời mặt trời luôn đúng không? Đây bây giờ mình muốn gọi là ra ngoài cho bạn. Hàng xóm nhà mình ô nhiễm môi trường quá các bạn ơi. Ôi các bạn nhìn kìa, khói đen kìa. Chưa tính là nhà cái gì mà sao không có cửa sổ mà lại sử dụng những cây gỗ che lại là... Ui gì? Ui! Trên nhà mình bị gì vậy? Cái gì? Trời! Thiên thạch rớt vô nhà mình nè! Ôi trời ơi! No! Nhà tôi mới xây đó! Trời ơi! Cái gì vậy? Sao nhà này bị rung rinh rồi? Rồi xong! Rồi! Chắc là người xây nhà của mình chắc là gọi là xây nhà dởm rồi các bạn ơi. Nhà của tôi sao mà đá nó rớt vậy? Cái này không phải là thiên thạch mà đá nó bị rớt các bạn. Ôi trời ơi. Động đất. Trời ơi, động đất chứ không phải là do người xây nhà dởm bị động đất. Ủa mình nhớ mình đã coi rõ cái chỗ này là không có động đất mà ta. Ý, bên kia có người mở cửa kìa. Hàng xóm của mình các bạn ơi. Hàng xóm mình qua đây làm gì vậy ta? Đó có phải là động đất không? Đúng rồi, động đất mà. Mà... No, gì vậy? Ông đang tới nhà mình, chắc là muốn chào hỏi tụi mình đấy các bạn. Rồi, được rồi, để xem coi. Mở cửa ra, chào đón khách mấy đứa ơi. Vô pha trà này nọ, lấy bánh cho khách nè. Rồi, mở cửa ra. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cửa ra các bạn ơi. Hello. Hàng xóm... Ủa, cái này đâu phải ông đâu, cái này bằng tuổi tụi mình mà. Xin chào, tôi là hàng xóm của các bạn. Bây giờ là để xem con chặn động đất vừa rồi là mọi người có ổn không? Ôi, hàng xóm tốt các bạn. Tuy là nhà gọi là không có gọi là bảo vệ môi trường nhưng mà vẫn tốt. Vâng, tôi ổn. Này là chắc bằng tuổi tụi mình thôi chứ không có gọi là lớn hơn đâu. Đấy. Giờ sau đây cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn đã quan tâm tới gọi là gia đình chúng tôi. Wow. Rồi bạn này bạn cũng rất là ổn các bạn. Sau cái trận động đất vừa rồi nhà các bạn không bị sao hết. Rồi gặp lại sau nha. Bye bye. Đi chơi đi. Bye bye. Qua hỏi thăm thôi. Nhưng mà làm quen các bạn, mình mới vừa chuyển tới đây nên là người ta tới người ta hỏi thăm các bạn. Được đấy. Rồi, thật sự là rất là vui khi mà có một người hàng xóm tốt như vậy. Người ta đi về rồi. Bye bye. Chán quá. Trời mưa rồi các bạn, định ra ngoài chơi mà mưa mất tiêu rồi. Bây giờ làm sao đây?
Thôi bây giờ là chúng ta gọi là, à anh gọi là order pizza cho mấy đứa rồi đấy. Để tí người ta giao pizza tới nha. Rồi, đó rồi, từ từ, để bây giờ mình chuẩn bị đi order pizza cho mấy đứa này. Rồi, gọi điện các bạn. Alo, đặt cho tôi gọi là mấy đứa đây. Thôi đặt 10 cái bánh pizza đi. Đấy, tin nóng sẽ bắt đầu trong 15 giây. Tin nóng gì vậy ta? Tin tức các bạn ơi. Đâu, để xem coi. Vô ghế ngồi các bạn ơi, để xem coi tin tức là cái gì đây. Tin tức còn 3 giây nữa, 2, 1. Tin tức gì đây các bạn? Rồi, chúng tôi đã tìm được gọi là một cái gì đó. Ui, khoan, nhà của ông hàng sớm mà. Ui, pizza tới rồi. Oh no. Wow. Rồi, hình như là có chuyện gì đó bạn. Ông hàng xóm mình lên tin thời sự luôn. Là sao? Cái người hàng xóm của mình á, pizza vô nhà đi, đứng ngoài ước á. Giao pizza các bạn ơi. Vô nhà đi friend. Ông này giao pizza nè các bạn. Đấy, rồi mở cửa cho mọi người giao pizza các bạn ơi. Đây, người giao pizza đi rồi các bạn ơi. Yeah. Ui, hình như là đằng sau lưng ông hàng xóm đang đứng ở đằng sau các bạn. Oh no. Mà mình đặt 10 cái bánh pizza mà sao có 1 cái vậy? Oh no. What? Ngồi lên bàn để ăn pizza các bạn ơi. Rồi, lên bàn ăn pizza thôi. Nhưng mà ông hàng xóm ông nhìn qua nhà tụi mình ghê quá. Thôi lên bàn. Ê, quên, bên đây. Bàn ở đây rất là dài cho nên là không cần phải dành, nghe chưa? Mở đèn lên cái đã bạn. Mở đèn lên cho nó sáng để ăn uống cho dễ nè. Rồi lên bàn ngồi thôi mấy đứa ơi. Rồi tôi vẫn còn cái gì? Thanh niên này ăn rồi mà vẫn còn đói. Ui. Ủa thanh niên này dành ăn với tụi mình luôn kìa. Các bạn ơi, tại sao người hàng xóm trông giống như anh ta đang theo dõi chúng ta vậy? Đúng rồi. Nãy giờ các bạn, mình nói với bạn nãy giờ mấy lần đúng không? Ông này có bộ ổng đang theo dõi tụi mình thì phải. Mày thấy giờ, ổng đứng ổng nhìn qua nhà tụi mình hết luôn. Oh no. Ổng đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Mở đèn. Ui, đèn không mở được. Hình như là đèn bị tắt rồi. Khoan, ông hàng xóm đâu? Hồi nãy ông đứng đằng kia mà. Bây giờ là chúng ta cần đi tìm cái chỗ để bật điện nè. Giờ chỗ nào ta? Hay là dưới tầng hầm? Chỗ này đúng không? Không phải rồi các bạn. À, bây giờ là chúng ta đầy đủ đúng rồi, dưới tầng hầm đây nè. Mình nhà mới nè, mình cũng không có rõ bạn ơi. Rồi được rồi, bây giờ là bị khóa rồi, bây giờ cần tìm chìa khóa thôi. Sự phải nói là mọi chuyện đang rất là rối luôn, mình mới chuyển tới đây nên mình cũng không có rõ tình hình ở đây như thế nào. Tự nhiên cúp điện ta. Mình đã chọn cái khu gọi là VIP nhất rồi các bạn. Cái khu mà xịn nhất luôn rồi. Hình như là đây. Đây chìa khóa rồi các bạn ơi, lấy được chìa khóa nè. Rồi, bây giờ là đi xuống nhà xe thôi. Đây, nhà để xe các bạn. Vậy là cái chỗ này là nhà để xe của tụi mình. Rồi, mở khóa rồi. Nguồn điện đã mở lại rồi. Yeah, đây cái chỗ mở điện nè các bạn. Có điện rồi các bạn ơi, nhưng mà trời vẫn còn mưa. Mình cảm thấy khá là sợ. Nhưng mà nãy giờ tụi mình chạy tới chạy lui mệt quá các bạn. Chắc là bây giờ đi ngủ thôi. Chắc là mình nên đi ngủ thôi các bạn ơi. Chứ giờ tối rồi, ở ngoài cũng không làm gì. Thôi đây, mình có giường ngủ rồi nè. Bây giờ lên đi ngủ thôi. Hey, chắc là ngủ một giấc rồi sáng mai coi là như thế nào. Không biết là tại sao nguồn điện nó bị tắt nữa. Có thể là cái chỗ này nó bị làm sao bạn. Nên thôi, ngủ thôi. Chúc các em ngủ ngon nha. What? Cái gì vậy? Đứa nào kêu sùm vậy nè? Chuyện gì đã xảy ra với nhà chúng ta hả? Để anh xem coi. Cái gì vậy? Trời, sao nhà của mình? Cái gì vậy? Sao nhà tan nát hết rồi? Hình như là bên kia. Ông, tôi đang quan sát bạn. Ai quan sát tụi tôi? Rõ ràng mình thấy bên nhà bên kia, ông hàng xóm, ông đã gọi đang đứng nhìn mình. Ông rất là to luôn các bạn. Kìa, các bạn thấy không? Ông rất là to luôn. Hồi nãy lúc đầu rất là nhỏ mà sao giờ cái thanh niên này gọi là to vậy? Oh no. Nghe hình như là có tiếng trẻ con khóc các bạn ơi. Đang chơi phòng chơi à? Đâu, có đứa nghe tiếng trẻ con khóc ở cái phòng chơi này các bạn. Sao nghe ghê vậy? Phòng chơi hình như trên lầu mà. Ui, hãy đi giúp đứa bé. Hãy đi giúp đứa bé bạn ơi. Phòng chơi chỗ nào? Phòng chơi chỗ nào bây giờ mình bó tay luôn rồi. Đây. À, cái phòng này bị đóng rồi các bạn ơi. Trời, hàng gì mình tìm qua không được. Đây, mở khóa mấy cái tủ này coi. Đây, trong cái tủ này có cái gì nè bạn? Một cái bánh nè. Rồi, bây giờ là tìm chìa khóa. Tìm chìa khóa đi mấy đứa. Tìm chìa khóa để gọi là mở cái phòng trò chơi ra. Tìm được chìa khóa rồi nè. Đây chỗ này. Đâu rồi, đây lấy chìa khóa nè các bạn ơi. Mình đã tìm được chìa khóa rồi các bạn. Bây giờ lên phòng đem lên cho mấy đứa nhỏ thôi. Rồi, mở ra được coi. Yeah. Sao đây? Cánh cửa ai đó đã. Ui. Hình không biết là có ai đã ở đây ở đó trước đây không bạn?
cái nhà này nè, không cái nhà này mình xây lên mà. Đâu để mình mở cửa ra coi coi. Rồi, sao kỳ vậy? Mở cửa ra sao sáng vậy? Ồ, căng. Tên hàng xóm nhà mình, sao hàm răng nhìn ghê vậy? To thật sự luôn. Khoan, don't get caught and escape. Đừng để bị bắt và thoát khỏi mê cung. Run nào mấy đứa. Mở tủ ra coi có gì không, không. Chạy đi mấy đứa ơi, đừng để bị bắt nha. Đừng để bị bắt nha, đây là mê cung các bạn ơi. Chìa khóa được tìm thấy. No, tên đó kìa, rất là to các bạn. Tìm chìa khóa đi, tìm chìa khóa đi. Đây, có cánh cửa nè các bạn. Đây rồi, cánh cửa đây rồi, exit đây rồi. Bây giờ là cần chìa khóa vô. Bỏ chìa khóa vô đây. Một chìa khóa, hai chìa khóa, ba chìa khóa, còn bốn cái nữa. Bốn cái lần các bạn ơi. Đây, vô. Năm, sáu chìa khóa rồi. Nhanh lên. Đây, mở tủ ra. Chắc là có, đấy, thấy chưa. Tám cái rồi, yes, hay quá. Wow, một cái đường rất là dài các bạn ơi. Nhìn khá là đáng sợ đấy. Ê, chuyện gì xảy ra nữa đây? Come on man. Come on. Ủa? Trời ơi, thì ra chỉ là giấc mơ thôi các bạn à. Chúng ta đã thành công à. Là sao? Có thiệt hay là mơ? Từ từ đã, mình xem coi cái tủ của nhà mình nó có chứa cái gì không đây. Cuối cùng thì cũng đã gọi là xong rồi. Nhưng mà rõ ràng đây là mơ mà, nhà của mình bình thường bị đâu. Oh no. Có cái gì vậy? Cái gì là cái gì? Cái gì là cái gì? Đây nhà của tụi mình nè các bạn ơi. Go, đi xuống cầu thang. Xuống cầu thang coi chuyện gì xảy ra các bạn. Ừ. Cửa nhà mình ai mở ra vậy? Chậu hoa rớt. Rõ ràng có người đột nhập các bạn. Có người đột nhập vô nhà của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi gọi cảnh sát thôi các bạn ơi. Đây hãy gọi cho cảnh sát các bạn. Báo cảnh sát là gọi là có người đột nhập vô nhà của mình. Rồi được rồi, gọi cảnh sát nào. Rồi mình gọi rồi các bạn. Rồi mình đã gọi rồi. Bây giờ là để xem coi là alo cảnh sát hả. Tới đây liền giùm con nha. Có người đột nhập nhà mới, nhìn mới dọn tới. Rồi được rồi. Bây giờ là để xem coi là như thế nào đây. Rõ ràng có người đột nhập các bạn. Cửa nó mở hé nè, là có người chui vô đây các bạn. Bình thường tụi mình mở cửa lớn ra tụi mình đi chứ mắc cái gì phải hé chỗ đó. Đúng không? Kìa, cảnh sát tới rồi. Yeah, hay lắm. Vừa báo cái là cảnh sát tới liền các bạn. Hên quá, họ đang ở đây rồi. Chú cảnh sát ơi, vô đây, nhà tụi con đây nè. Rồi chắc là chú cảnh sát biết rồi đó các bạn ơi. Ồ, mấy cảnh sát tới kìa. Ê, tóc giống mình. Ê, tóc giống mình các bạn. Yo, chú cảnh sát đẹp trai dữ ta. Tóc phú quốc keo rồi nữa. À, trời ơi, xin chào, cảm ơn mấy chú đã tới đây. Mấy chú tới quá nhanh luôn. Wow, để xem coi như thế nào đây. Để đây vài phút nha các chú. À, chờ một chút. Những người này không phải là cảnh sát. Là sao? Sao bạn kia biết đây không phải là cảnh sát? Rõ ràng mặc đồ cảnh sát mà. Trời, đây là những người giả cảnh sát. Trời. Vô, bây giờ mình phải bảo vệ những người em của mình thôi các bạn. Vô, đánh đi em. Thanh niên kia, xuống đánh đi. Trời ơi, đánh đi đúng rồi. Vậy là đây là giả cảnh sát các bạn ơi, chứ không phải là cảnh sát real các bạn. Trời ơi, đi hàng gì tới nhanh quá trời quá đất luôn. Come on, bây giờ mấy đứa kia có không hỗ trợ à? Máu đâu? Cứu anh, cấp cứu, anh đang yếu. Rồi, cấp cứu rồi các bạn ơi, hay lắm. Có cấp cứu bạn, đây rồi. Ở đây tụi mình có cấp cứu nên tụi mình đánh được. Vô, này thì một ông, rồi còn ông đâu nữa không? Đây, chạy lên lầu làm gì hả? Lên lầu làm cái gì? Vô. Này lên lầu làm cái gì? Ngon. Vô. Mấy bạn này là đây các bạn. Các bạn hãy tin mình không? Đây là mình là những cái người gọi là bảo vệ nè, còn mấy bạn này là medic. Medic là những cái người gọi là y tế bạn. Ôi trời. Wow. Sợ quá. Cuối cùng vẫn còn kìa. Oh no, cẩn thận, còn nữa. Cái gì vậy? Ông đang cầm gì vậy? Hey. Ông đang cầm cái gì vậy? Ôi, ông ném cái gì vô nhà mình kìa. Chạy đi. No. Cái này là khói các bạn. Tụi mình cảm thấy chóng mặt quá. Tụi mình đang ở đâu đây? Tối thui. Ông thấy gì hết luôn á. Tụi mình không thấy được cái gì luôn. Ý, mình thấy được một cái bóng đèn nè. Wait, what? Thấy rồi. Mọi người nhìn kìa, đó là tivi. Một cái tivi các bạn. Tivi này. Tại sao có tivi ở đây?
tương tác với tivi à. Ôi, ông hàng xóm này nói chuyện kìa. Ta biết các bạn sẽ là nạn nhân tiếp theo của ta. Ui, what, là sao? Tụi mình mới chuyển nhà tới đây mà. Vậy là tụi mình đã chuyển nhà tới nhà một gọi là cái tên hàng xóm gọi là hạ gì rồi các bạn ơi. Ui, what, trò chơi đầu tiên. Nè, tránh mặt những người bạn nhỏ của tôi hay không? Chạm vào nó nếu bạn dám. Rồi, bây giờ là phải gọi là chơi trò chơi đầu tiên các bạn ơi. Chạm vào nó là chạm vô đâu? Wait, what? Ở đâu ta? Rồi. Ui, chuột các bạn ơi, mình sợ chuột. No, sợ chuột. Ây da, rồi, mình leo này rồi các bạn ơi. Đây giống như là một cái nhà kho bạn. Chuột kia, chạy đi, sợ chuột lắm. Ê, ghê quá các bạn ơi, trốn ở đây cho chắc. Ui, chuột kia, các bạn thấy chưa? Chuột nó sẽ gọi là nó đi tùm lum tùm la hết á. Rồi, chắc là tụi mình thoát được rồi. No, bây giờ mình sẽ ăn bánh vô để hồi máu các bạn ơi. Ăn bánh vô để hồi máu, hết máu rồi. Hồi máu giúp anh, giúp bạn kia kìa. Hồi máu cho bạn kia. Đúng rồi, hồi máu cho bạn kia đi. Đúng rồi em ơi, cấp cứu cho bạn kia. Oh no, ngụm mất tiêu rồi. Trời ơi, sao không cấp cứu cho người ta? Trời ơi, giờ sao đây? Rồi, nhìn có vẻ như là các ngươi đã vượt qua trò chơi đầu tiên. À, rồi, tụi tôi vượt qua đó. Giờ tiếp theo là cái gì đây? À, hãy nhìn đi. Hãy xem bạn làm bạn thử thách trò chơi thứ hai như thế nào. Rồi, hiểu rồi. Rồi, game tiếp theo. Light up. Light up là tắt đèn à. Ê, tắt đèn sao thấy mà chơi? Giờ sao? Để em nói coi là cái gì đây. Trong cái trò chơi này bạn phải tránh nắng đèn sân khấu khi bật đèn. Rồi, vậy là mình phải tránh cái mấy cái đèn đi các bạn ơi. Nếu như bạn đụng vô cái đèn của sân khấu á, điều gì sẽ ra? Bạn sẽ bị ngủm. Rồi, bây giờ move around là sao đây? Từ. Đừng để bị bắt dưới ánh đèn sân khấu khi đèn bật. Di chuyển xung quanh, từ. What? Ghê vậy? Mình đứng ở đây đèn không bật các bạn ơi. What, giờ sao? Đứng ở đây đi. Chắc là không sao đâu các bạn ơi. Trời, cái giờ cái này đèn nó bật rồi tụi mình không đi được. Tụi mình sẽ phải đứng một chỗ. Đó. Thấy chưa, đèn nó bật tùm lum hết các bạn. Nên là bây giờ cũng đố ai mà biết được là nó như thế nào. Lại đây, đứng ở đây đi. Đứng ở đây chắc an toàn nè, chỗ này nó tối nè các bạn, chắc không sao đâu. Chỗ này không có đèn. Tránh mấy cái đèn thôi, chủ yếu là tránh mấy cái đèn thôi. Đó, thấy chưa, đèn nó bật ngay khúc kia các bạn. Ủa, thanh niên này đứng đây bắt máu kìa. Đứng ngay chỗ không có đèn ấy. Giờ sao ta? Đây, chui góc này chắc không sao đâu bạn ơi. Chui góc này chắc không sao đâu. Rồi. Chắc không sao đâu. Đó. Ui, trúng ngay cái chỗ tụi mình luôn, nhưng mà hên quá mình đứng ngay góc này. Ui, thanh niên đứng ngay giữa cái đèn luôn. Thấy chưa? Ghê quá các bạn ơi, đứng ngay chỗ nào mà nó tối á. Đây, chỗ này chắc được các bạn ơi. Đứng sát vô, đừng để bị dính cái đèn là được. Cố lên em ơi. Đó, tụi mình tối thui luôn rồi các bạn thấy không? Đừng có để bị dính đèn. Rồi. Xong chưa? Ui, tắt đèn luôn rồi. Yes, tụi mình đã vượt qua được trò chơi tắt đèn của ổng rồi. Ngon lành. Rồi bây giờ sao đây? Tôi nghĩ các ngươi đã vượt qua được thử thách của ta. Rồi, ngay bây giờ là tựa game trò chơi cuối cùng sẽ ngồi vào bàn này. Trời ơi, chọn một cái chỗ để ngồi. Giờ chỗ nào đây? Chọn đại chỗ ngồi các bạn ơi. Đây, chỗ ngồi ở đây, mình sẽ chọn chỗ này. Rồi, bạn kia sẽ ngồi đối diện với mình. Đừng có ngồi đối diện có khi nó sẽ cho mình đấu với nhau đấy, là coi như xong luôn ấy. Nếu mà đấu với nhau thì nhường anh nha. Rồi, đây là một cái trò chơi mà tất cả các bạn đều có một thẻ trước mặt. Rồi, đây là cái thẻ các bạn, thẻ màu đen. Tụi mình sẽ gọi là nếu như thẻ màu đen, nếu thẻ đen bạn an toàn, nếu thẻ đỏ là bạn ra đi. Cẩn thận nghĩa là gì? Rồi sao đây? Lật thẻ à? Bây giờ thẻ đen không à? Oh no. Ui, thẻ đỏ, cái gì vậy? Cứu. Cứu em ơi, cứu. Cứu, trời ơi, em không cứu anh là ra đi luôn á. Hên quá. Các bạn không thể làm điều này. Ui. Chẳng lẽ nào? Tốt thôi, tôi sẽ tự chăm sóc các bạn. Làm sao? Bạn này bán cứu mình rồi, mà tên kia tên không chịu. Kêu là một trong tụi mình gọi là phải ngẫm. Nhanh lên, hắn đang đến. Hắn đang ở đâu? Đi thôi em. Bây giờ hắn đang đến, nhưng mà đường nào để chạy đây? Bây giờ là sao đây? Từ từ đã.
những tấm ván này trông không chắc chắn, phải có thứ gì đó phía sau. Rồi đúng rồi, đúng rồi, tấm ván này nó có cái gì đó phía sau này, hãy tìm một cái gì đó để phá cái tấm ván này ra các bạn. Tìm cái gì bây giờ? Ồ, bây giờ mình sẽ tìm cái gì đó để phá cái tấm ván ra. Đây đây các em ơi, đây đây, anh lấy cái rìu ra, cái rìu ra, come on, phá ra, yeah, phá được rồi. Bây giờ lại ra một cái cống các bạn ơi. Vô, tụi mình xuống cái cống rồi, làm gì đây? Oh no, phải bắt con cua, bắt con cua các bạn ơi, đi qua đường hầm trước khi hết giờ à. Là sao, thời gian đã bắt đầu chưa? Rồi đi rồi các bạn ơi, come on, tụi mình phải đi nhanh thì là nhanh, cẩn thận cái kia. Wow, trước khi hết giờ, mình không biết hết giờ là như thế nào, nhưng mà bây giờ mình đang cố gắng chạy qua các bạn ơi, không có thấy thời gian đâu hết á. Rồi mình đang cố gắng để chạy qua. Ui trời ơi, laser nhiều vậy, đường nào đây, đường này à, đường này laser nhiều lắm các bạn ơi. Oh no, lẹ. À, còn hai mấy giây các bạn ơi. Trời ơi, sao mình qua được? Còn có hai mấy giây thôi. Cố lên, mười mấy giây. Bình tĩnh, mình sẽ qua được. Rồi, qua được rồi. Còn 14 giây. Đợi anh em ơi. Anh qua được. Cứ bình tĩnh, tự tin chiến thắng. Yes, qua rồi. Gì đây, một cái tivi siêu to ở đây nữa. Trời ơi, cửa đóng lại rồi các bạn ơi. Bây giờ làm sao đây? Ý, hắn xuất hiện lên tivi kìa. Rồi, bây giờ là sao đây? Các bạn đã rơi vào bẫy của ta. Rơi vào bẫy à, sợ thế. Nghe sợ đấy, bây giờ mình đã lấy được thêm một cái rìu đó bạn. Một cái món đồ rồi khá là xịn. À, tôi đã nói là không có lối thoát. Ê, Em ơi, cấp cứu anh cái. Bây giờ tôi có thể tự chăm sóc cho bạn. Rồi, thank you em. Rồi, bạn đã cấp cứu mình đầy máu rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ là chỉ có một mình chiến đấu thôi. Oh no, lại nữa hả? Ui, tên này lại sử dụng cái này. Ui, cái tay kìa. No. Mình đang ở đâu đây? À, what? Chúng ta đang ở... Yeah, chúng ta đã ngoài rồi. Hình như là đây đăng ký có một căn nhà. Đúng rồi, có một căn nhà. Ui, yes, thoát rồi các bạn. Đi thôi. Bây giờ mình sẽ tới căn nhà này các bạn ơi. Đây, mình và bạn này đang chạy tới đây. Có lẽ sẽ có một lối thoát ở đằng kia. Yo, đi bộ đến ngôi nhà thôi các bạn. Yo, mình đang đi bộ tới ngay nhà đằng kia nha các bạn ơi. Rồi, có một mặt trăng rất là đẹp. Sau lưng có ai không? Không có ai hết. Đang đi bộ tới căn nhà đằng kia. Let's go, đi tới đây rồi em ơi. Nhưng mà sao mình cảm giác... Ủa, cái gì? Ui, sao toàn là gai không vậy nè? Ui, tụi mình bị cản đường rồi. Mọi người ơi, nhìn vào căn nhà kìa. Oh, what? Tên này, cái tên hàng xóm của mình to vậy. Sao mà đấu lại? Đây là tên hàng xóm của tụi mình, và cũng là chướng ngại vật cuối cùng mà tụi mình phải gọi là chiến đấu. Giờ phải làm sao đây? Tên hàng xóm đang đi lại gần tụi mình. Rồi, ta đã nói với các người rồi, không có lối thoát đâu. Bây giờ tất cả các người phải ngụm. Giờ sao trời? Oh no, cái này toàn là gai không, tụi mình làm gì bây giờ? Trời, hắn đứng trước mặt mình. Ui, hắn chọi đá kìa các bạn ơi. Chạy trâu chơi đá. Quầy. Chạy trâu chơi ném đá các bạn ơi. Hắn đang tới gần tụi mình, giờ làm sao đây? Nếu mà cứ tới gần chỗ này giết là tụi mình không. Ui, kìa trái tim của hắn kìa, trái tim kìa. Vô. Đây là trái tim của hắn các bạn. Đây, đúng rồi, cơ hội đây các bạn ơi. Đây là cái trái tim của hắn nè. Come on, đánh đi em. Đúng rồi, no. Tên này khá là trâu, một mình không thể làm được. Ui, thật sự phải nói tên này quá là khủng khiếp, quá là bự luôn các bạn. To ghê chưa? Hắn sử dụng tuyệt chiêu ấy. Đây, chiêu tiêu hắn kìa. Đánh đi em. Đúng rồi, đánh đi. À, ui, hắn đang đi rồi các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng đánh vô trái tim của hắn nè. Đó, các bạn thấy trái tim không? Trái tim to ghê chưa? Chà. Mình đang đánh nè các bạn. Yeah, cố lên. Chà, đánh rất là lâu các bạn ơi. Rồi, được rồi, tên này sử dụng tuyệt chiêu nữa đó. Cẩn thận em ơi. Yo, đây là một cái tuyệt chiêu ghê gớm nhất của hắn luôn các bạn. Rồi, còn nữa, chưa xong đâu. Tụi mình phải né được mấy cái này. Đây, trái tim này. Đây. Nhanh em ơi, đánh đi. Tên này đang chuẩn bị ném đá. No. Hắn đang ném đá các bạn ơi. Ây da, hên quá, tụi mình không sao hết. Ây, cao dữ vậy làm sao bây giờ? Đây. Vô, cố lên nào. Sắp hạ gục được rồi, trái tim của hắn bị đen rồi các bạn ơi.
chắc chắn là phải bị đen rồi, bị tụi mình đánh nãy giờ mà. Quay, quay, được rồi, cố lên. Ê, trời ơi, suýt tí nữa các bạn ơi, suýt tí nữa. Wow, ghê quá. Sắp được chưa? Đây, tên này rất là to, trái tim của hắn này các bạn. Này thì trái tim nhỏ bé à. Đâu, trái tim này khổng lồ, không nhỏ bé các bạn. Joe, một cái nữa thôi. Yes, yeah, yeah. Woo, trái tim của hắn đang rung lên. Hắn sẽ bị gì đây? À, hắn ngã rồi các bạn. Tiêu diệt được hắn rồi, tuyệt vời. Wow, cái gì? Trái tim của hắn đã nổ rồi các bạn ơi. Yeah, về nhà rồi. Tất nhiên không phải là mơ rồi các bạn ơi. Đợi đã, cái chuyện gì vậy? Hình như là một giấc mơ, không. Thiệt đó em à, mơ đâu mà mơ. Tất cả đều là thiệt nè, chậu hoa đều rớt xuống nè. Kìa tên, ui tên đó vẫn còn kìa. Giờ sao? Đợi đã, hình như là ông hàng xóm. Không phải là cái xấu. Tại sao không phải cái xấu được? Uầy, cái gì vậy? Tụi mình đang nhìn qua nhà ổng các bạn ơi, để xem coi chuyện gì sẽ ra đây. Ồ, bạn sẽ được... Ôi, xong rồi các bạn ơi. Vậy đây chỉ là mơ thôi hả? Và cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Và nếu thay đừng quên để lại cho mình một like và đừng có bị xem cảm ơn nếu bạn fan chứng mô hình nha. Và các bạn có thử đoán xem ông hàng xóm hồi nãy là người